Trần Quang xin chào anh em. Có một câu nói mà Trần Quang cũng rất tâm đắc là cuối dòng sông là thác đổ, mà cuối đường cùng là sự hồi sinh. Trong cái sự bế tắc khó khăn của nền kinh tế hậu Covid-19 này thì chắc tất cả chúng ta đều phải tìm tới một sự hồi sinh, sự phát triển mạnh mẽ, đúng không ạ? Vậy muốn tìm ra được cái con đường để hồi sinh, để phát triển mạnh mẽ hơn thì chúng ta phải đoán được là sắp tới nhà nước và các tổ chức, các cơ quan, chính quyền nhà nước sẽ có động thái gì để có thể là cứu nền kinh tế, đúng không ạ? Sau đây thì Trần Quang sẽ nêu lên 6 cái bước, 6 cái động thái mà chính phủ và các cái tổ chức liên quan sẽ thực hiện khi mà muốn cứu nền kinh tế, đặc biệt là những cái nền kinh tế đang rơi vào trong tình trạng suy thoái như ngày hôm nay. Cái đầu tiên chúng ta phải nói đến đấy, thứ nhất đó là cái gì ạ? Thứ nhất đó là giảm lãi suất, giãn lãi suất, giãn nợ, rồi miễn giảm thuế, giãn bảo hiểm xã hội và các cái hành động liên quan đến chính sách tiền tệ. Thì khi mà giảm lãi suất như vậy thì tất cả các tổ chức cá nhân, các cái hộ kinh doanh cá thể là hoàn toàn có thêm được cái năng lượng sống để chờ đợi và phát triển được trong cái thời gian tới, đúng không ạ? Cái biện pháp thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là cung tiền. Trong kinh tế vĩ mô thì nhà nước khi mà suy thoái, tất cả nhà nước khác sẽ phải bơm tiền ra, có nghĩa là tăng lượng cung tiền trong xã hội. Tăng cung tiền bằng cách nào? Thì giảm lãi suất cũng là một cách để tăng cung tiền rồi, nhưng cũng có thể là trực tiếp cho các cái ngân hàng thương mại cổ phần vay với lãi suất rất là thấp hoặc không lãi suất. Đó, để cho các cái ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần có thêm cái lượng tín dụng để cho vay đang bơm ngoài thị trường tiền tệ. Tiếp theo ấy là cái thứ ba ấy, là nhà nước sẽ phải tăng cường các cái vai trò của các hiệp hội, của các cái tổ chức xúc tiến xuất nhập khẩu, giao thương. Để làm gì ạ? Để các tổ chức này giúp đỡ doanh nghiệp ở trong và ngoài nước có thêm được các cái đơn hàng, giữ vững được cái thị phần trong nước và quốc tế, nhằm làm mục đích là giảm cái thời gian lưu chuyển hàng hóa và tăng số lượng đơn hàng cho các cái doanh nghiệp, các tổ chức, các hiệp hội, các cái hợp tác xã. Biện pháp thứ tư đấy là nhà nước sẽ làm gì ạ? Sẽ mở cửa quốc tế, anh em. Ví dụ như là anh em biết là cái GDP của Việt Nam mình thì du lịch đóng vai trò bao nhiêu phần trăm ạ? Nó khoảng 12%, đúng không ạ? Nó khoảng 12%, mà bây giờ là nếu mà du lịch quốc tế bây giờ bị đóng cửa, đường bay quốc tế bị đóng cửa hoàn toàn thì đâu có nguồn thu đâu. Trước đây là Trần Quang đã có một cái clip nói về 5 cái ngành nghề, đúng không ạ? 5 cái ngành nghề mà nó khó khăn nhất khi mà hậu Covid xảy đến. Thì 5 cái ngành nghề khó khăn. Anh em nào chưa xem thì tìm lại cái clip trước Trần Quang chia sẻ nhé. Trở lại với cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay thì là nhà nước sẽ phải mở cửa lên kinh tế quốc tế và sẽ phải áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch khác bây giờ đi. Chúng ta không còn là chờ phòng tránh dịch theo kiểu cứng nhắc là không có F0 nữa, mà chúng ta chung sống với nó bằng cách là sử dụng hộ chiếu vaccine, đúng không ạ? Bây giờ đang cố gắng là không có chia phần vùng xanh vùng đỏ nữa rồi, mà cố gắng là mở cửa lên kinh tế theo cái cách là hộ chiếu vaccine. Có nghĩa là nếu người đó bất cứ từ vùng xanh vùng đỏ gì mà đã tiêm 2 mũi vaccine, 3 mũi vaccine sau 14 ngày rồi, cộng với lại có phiếu xét nghiệm nhanh là âm tính, thì người đó có thể hoàn toàn có thể được hoạt động giao thương kinh tế, đúng không ạ? Và quốc tế cũng thế. Sắp tới thì chúng ta cũng phải nghĩ cách mở cửa quốc tế, mở cửa các cái hãng bay đường bay anh em, để thể là thu hút được du lịch, thu hút được FDI, thu hút được sản xuất xuất nhập khẩu đi quốc tế. Nó đang gọi là mở cửa quốc tế. Một cái biện pháp nữa là nhà nước sẽ phải tăng đầu tư công. Đó, biện pháp thứ 5 là tăng đầu tư công, đúng không ạ? Nhưng anh em biết rồi, đầu tư công thì tập trung vào gì ạ? Tập trung vào hạ tầng, vào các cái phát triển, các cái quy hoạch, các cái đô thị. Vì vậy cho nên ảnh hưởng rất là lớn. Cái việc tăng đầu tư công này sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều mặt, từ y tế, giáo dục cho đến giao thông vận tải, khoáng sản, ngành công nghiệp phát triển vật liệu. Nó ảnh hưởng rất là lớn, và cái tỷ trọng nó ảnh hưởng, đầu tư công có thể ảnh hưởng đến tầm 35% tổng cái GDP của cả nước. Nếu mà đầu tư công được tăng, được đẩy mạnh thì nó có thể đẩy lên thêm 0,35 lần. Và một yếu tố mà cuối cùng có lẽ là Trần Quang muốn xin chia sẻ với anh em, đó là nhà nước sẽ phải kiểm soát và bình ổn giá. Ví dụ như anh em thấy là giá xăng dầu này, giá nguyên vật liệu sắt thép này, đấy, và giá thậm chí là giá lao động. Sau hậu Covid này nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái biến động về mặt giá, và điều đó nhà nước sẽ phải can thiệp vào. Cho nên là 6 cái bước hay là 6 cái hành động mà nhà nước sắp tới sẽ triển khai để có thể được thúc đẩy nền kinh tế và phát triển nền kinh tế. Anh em nếu như mà có thể lường trước được các cái biện pháp như thế này thì anh em có thể tìm cho mình và doanh nghiệp của mình những hướng đi. Đó, anh em vui lòng follow và thả tim cho Trần Quang nhé.
Ở phần sau thì Trần Quang sẽ chia sẻ với anh em về cái sức ảnh hưởng của cái vụ vỡ nợ Evergrande và lịch sử của Evergrande nó là như thế nào. Từ đó Trần Quang sẽ nêu lên cái việc chia sẻ cùng với anh em để bàn luận là cái việc ngành bất động sản của Việt Nam thì sắp tới là có thể đầu tư vào những đâu để có thể kiếm tiền. Hy vọng anh em follow Trần Quang. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.